Dạ em tên là Lê Đoàn Bảo Trinh, em 32 tuổi, hiện là nhân viên kế toán, em sống ở Bình Chánh. Dạ chào chị Cát Tường, chào MC Quang Bảo, mình là Minh Đăng, năm nay 26 tuổi, đang làm nhân viên văn phòng ở Thành phố Hồ Chí Minh luôn. 32, 26 là cách nhau 6 tuổi. 6 tuổi. Ủa sao? Trời ơi, vậy là chị khen em. Em phải mừng và tự hào và tự tin, em rất trẻ. Đúng không? Nhìn hai người bằng nhau không có chênh lệch gì hết. Wow. Cho mọi người một tràng pháo tay đi. Quá trẻ đẹp luôn. Rồi làm sao mà hai bạn gặp nhau? Thì lúc đầu mình cũng quen nhau qua mạng. Dạ, tụi em nói chuyện trong vòng một tuần trên Zalo. Mà lúc nói chuyện là có biết là em lớn hơn bên đây 6 tuổi chưa? Dạ có, em có nói hết hoàn cảnh của em. Chà, em cũng mạnh dạn quá ha, cũng gan ghê ha. Ủa sao đầu tiên ví dụ như mình biết là người đó lớn hơn mình thì tâm lý thông thường là mình đâu có thích. Dạ, tại sao em tại vẫn... cái hình mẫu trong người con gái mà em mong muốn là cũng phải chín chắn một tí, chứ thì mỹ ra có bản lĩnh trong công việc hay là trong cuộc sống nữa. Còn em, ơi không có ngại gì hết hả, khi mà nghe đầu tiên vô đã nghe bạn trai mình giới thiệu là nhỏ tuổi hơn? Em cũng có ngại chị, nhưng mà Đăng có nói là chuyện tuổi tác không có quan trọng. Bắt đầu cái câu chuyện tình yêu như thế nào khi mà bao lâu gặp nhau thì ấn tượng ra sao? Một tuần sau gặp nhau chị. Rồi. Ấn tượng của em lần đầu tiên gặp bạn này. Ấn tượng lúc đầu á, nhìn kiểu như là đứng đắn quá đó, nên cũng sợ khó gần lắm. Tại vì Trinh là thích mặc đồ không phải trẻ trung như giờ đâu. Trước là mặc đồ kiểu mà dài dặn hơn nữa. Nhưng mặc màu tối nữa. Sau đó tiến triển như thế nào và lúc nào mới chính thức là gọi là tỏ tình yêu nhau? 3 ngày sau tụi em gặp một lần nữa và quyết định quen nhau luôn. Ai chủ động nói lời quen nhau? Không chủ động nói lời quen nhau, là đi siêu thị cầm ảnh khều khều tay cầm tay rồi coi như là tự hiểu là quen cho nhau cho nắm tay là coi như là hiểu luôn. Quen nhau bao lâu rồi hai bạn? Dạ quen nhau 6 tháng. 6 tháng cũng nhanh quá ha. Chúng mới đây thôi hả? Rồi dạ, trong 6 tháng nó có những cái sự cố gì, cái biến cố gì xảy ra trong mối tình của hai bạn không? Khi tụi em quen, xác định quen Đăng á, em cũng có nói rõ là hoàn cảnh của em là hiện tại là mẹ đơn thân. Em có con luôn rồi dạ, hả? Em có con. Con em mấy tuổi rồi dạ, em? Dạ con em 6 tuổi. Hôm nay có dắt theo đây không? Dạ có chị, con em đây. Ôi trời đất ơi. Hello con không? Con. Quay lại chị coi mặt em coi. Hai bạn này cũng có nét giống nhau nha. Không nói dám cũng tưởng đây con đây lắm mà. Em lúc mà quen nhau đó một cái tuần đầu đó là em nói luôn em có con luôn hả? Dạ có. Rồi em thấy sao? Dạ thật ra là lúc mà gặp nhau á là mình đã nói rất là nhiều chuyện mà trong khoảng một tuần trước rồi. Thì em cũng nói không phải lúc đầu á là Trinh mới gặp là đồng ý đâu. Để gặp được Trinh á là Trinh là mình em phải nói dữ lắm, là nói cứ mở lòng cứ thoải mái lên đi. Thì em nói rất là nhiều và cũng nghe Trinh kể rất là nhiều về cái quá khứ là có con như thế nào và sao lại như thế, thành mẹ đơn thân như thế. Rồi quá trình sinh con hoặc là tự nuôi con đó, rồi cũng tự bươn chải trong Sài Gòn này, thì em thấy rất là cảm động, rất là đáng quý cái tình cảm đó. Tại vì một người phụ nữ mà có thể kiên cường như thế đó, với trải qua nhiều thứ như thế mà vẫn đó nuôi dạy con của mình lên tốt nên người được, đó là em rất là đáng quý, nên em cũng quyết tâm là cũng muốn gặp một lần. Rồi em có tiếp cận với cô kia chưa, nó chấp nhận em không? Dạ không, bây giờ nó dành em với mẹ nó. Chị cũng tò mò muốn hỏi chút xíu hoàn cảnh em trước đây là như thế nào. Trước đây là em có kết hôn một lần, em chỉ đăng ký kết hôn thôi, để hợp thức hóa cho đứa con của em. Chưa tổ chức đám cưới nhưng mà giấy tờ thì có rồi. Dạ. Rồi sao? Sau được 6 tháng là ảnh muốn chia tay. Thì khoảng gần 1 năm sau là ảnh đi có một gia đình mới. Thì em nuôi con đến 6 tuổi là gặp anh Đăng. Là coi như là trong suốt 6 năm. Dạ đúng rồi. 5 đến 6 năm là bạn sẽ không có bất kỳ một mối quan hệ nào hết cho tới lúc gặp Đăng. Dạ đúng rồi. Rồi mà đúng là duyên luôn ha. Còn tại... cái sự cố nào giữa hai người trong 6 tháng vừa qua nữa không? Quen nhau được một tuần thôi chị, là em dẫn về trên nhà em là gặp con em. Nó gặp trong vòng khoảng 2 tiếng nó gọi bằng ba luôn. Trời đất ơi. Em làm gì mà em dụ hay vậy? Thì trước giờ thì con nó cũng chưa có khái niệm gọi là ba. Đó nên bây giờ thấy có một người mà để nó gọi là ba thì nó cũng mong muốn từ lâu rồi. Bạn thấy như thế nào? Cảm giác lúc mà tự nhiên có một đứa bé gọi mình là ba? Thì hai mấy năm sống tới bây giờ thì lần đầu tiên mình cảm giác là mình phải có trách nhiệm hơn trước rất là nhiều. Mà bạn không lo lắng gì hết? Lo lắng chắc chắn sẽ có,
Nhưng quan trọng là chỉ cần mà hai người cùng cố gắng thôi mọi thứ sẽ qua hết. Trước tiên là khen bạn, thấy bạn là giỏi rồi đó. Dành cho bạn được không? Rồi. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Rồi sao nữa bạn? Rồi gia đình hai bên đã biết chưa? Dạ, gia đình có chấp nhận không? Gia đình em là cũng chưa muốn em lấy chồng tại vì sợ con em nó sẽ khổ. Bị thiệt thòi đúng không? Đi bước nữa sẽ khổ, nhưng mà tình cảm Quốc Đăng dành cho em rất là lớn. Con nó cũng chưa từng gọi ai là một tiếng ba hết. Em cảm nhận được là nếu mà gọi được tiếng ba như vậy là có trách nhiệm cả đời. Thì gia đình em cũng đồng ý điều đó. Còn gia đình của Đăng thì sao? Đăng thì... Lúc đó thì em chỉ mới nói cho mình mẹ em biết thôi. Đó, tại gia đình em thì trước giờ cũng hơi khó khăn. Đó, tại nhà cũng em mới là người trai trưởng. Nên em nói là mình công khai hết trên Facebook. Mình không che giấu gì hết, mình nói với mẹ luôn. À, lúc hiện tại bây giờ vẫn về thì mọi thứ đơn giản để dễ hơn rất là nhiều rồi. Nhưng trước kia thì cũng hơi khó khăn một tí. Kể cái đoạn khó khăn đi. Em quen nhau được một tháng thì là chia tay. Cái gì kỳ vậy? Ủa, mới quen nhau 6 tháng mà quen 1 tháng chia tay. Bao lâu? Chia tay bao lâu? Chia tay 3 tháng. Ủa là sao? Quen nhau yêu nhau mới có 6 tháng à? Mà quen 1 tháng chia tay 3 tháng. Là vậy là mới quen lại đây có 2 tháng à? Dạ đúng rồi. Mà quyết định là chuẩn bị cưới rồi hả? Dạ tháng 6 thì em cưới. Tháng 6 này cưới? Dạ. Yeah. Rồi sao gì nó ngộ quá vậy? Ủa tại sao chia tay mấy vậy? Mấy bạn cứ từ từ chúng tôi được không? Nhanh quá. Dẫn mình đi xa quá vậy? Hả? Sao? Tại sao chia tay? Trong một tháng tụi em quen nhau thì ảnh có... Anh này có người yêu cũ á. Người yêu cũ gây ra. Cũng phải là nửa năm không gặp nhau rồi. Tại hai đứa làm rất là xa. Lúc đó em quen với Trinh thì em đi chơi nọ kỷ niệm nhau. Em đăng lên Facebook hết. Đó thì cô ấy thấy vậy. Ngộ lắm vậy đó. Tại vì thật ra hai đứa không nói chuyện nửa năm không gặp là chị cũng đã hiểu vấn đề rồi. Cô ấy thì cái thái độ kiểu hơi tiêu cực, cũng lên nhà tác động với mẹ em nhiều. Ủa nhưng mà mắc cái gì chia tay bạn này? Thì bây giờ cô kia quay lại rồi thì... Em chắc chắn là em xác định là cái gì nên kết thúc Nhưng lúc đó thì mẹ em vì thương cái người con gái kia nên cũng tác động với em một phần. Mẹ khóc rất là nhiều. Và thậm chí mẹ nói là thôi con sống vì mẹ đi, sống vì mẹ lần này đi. Và lúc đó em có chia tay với cơ... Dạ không chị. Mẹ ảnh gọi điện cho em, mẹ ảnh nói là hai đứa có duyên nhưng không có nợ. Thôi thì cô nhận con làm con gái, con có rảnh thì chở bé qua nhà cô chơi, có hai mẹ con tâm sự cuộc sống với nhau. Mẹ chỉ nói nhẹ nhàng như thế thôi. Rồi bạn gái cũ của ảnh á, rồi nhắn tin cho em cũng nói là hiện tại hai người đang quay lại. Nói em đừng có liên lạc gì tới nữa. Rồi ảnh thì im lặng luôn chị. Từ đó là ảnh không hiểu rồi luôn. Rồi em tự hiểu là ảnh, em mới nhắn tin cho ảnh là em nói là mẹ anh cũng nói và bạn gái anh cũng nói tại sao anh không im, tại sao anh không nói chuyện với em để em biết đường. Rồi ảnh im lặng cho đến 3 tháng sau ảnh mới là nhắn tin rồi ảnh muốn quay lại với em. Hãy nói đi anh ngàn lời trong đáy tim mà đôi ta chưa nói ra cùng nhau. Tại sao bạn lại im lặng vậy? Thì không biết xử sao thì cũng phải có một lời chứ. Tính của mình á là mình thích nên mình muốn giải quyết mọi thứ một mình giải quyết thôi, không muốn phiền người khác. Nên mình chọn cách im lặng thời điểm đó để cho mọi thứ nó dịu xuống nhanh nhất có thể. Trong tình huống đó nó quá gay gắt đi. Thậm chí là người ta, cô gái kia còn gọi điện rồi nói những lời mà nó không hay nữa. Thì em cũng rất sợ là nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của Trinh. Chứ em biết 3 tháng đó là dài, thâm thẳm mà người ta thế không nào có một không? Thì em cũng nói là anh đang tính chuyện đó, anh đang tính chuyện đó, là em cho anh thời gian đi. Có không? Có nói vậy không em? Dạ nói chỉ có một trong tin nhắn thôi chị. Nhưng em cần là em cần cái gặp mặt để nói chuyện trực tiếp rồi. Mà anh im lặng, em gọi anh không nghe. Là em giận lắm. Em nói thật, em vừa giận em vừa hận. Tại vì em đặt quá nhiều tình cảm vào đây. 6 năm trời em sống trong cái gọi là nó chịu đựng, cái mức chịu đựng của mình nó quá nhiều đi. Mà em kỳ vọng vào con người này rất là nhiều. Tại vì anh nói á, là gia đình anh đồng ý, anh có thể được, anh có nói gia đình anh thỏa hiệp được mọi thứ để mẹ con em về, em có một cuộc sống mới. Con em có ba. Đùng một cái anh im lặng, anh không nói gì hết. Rồi em tự hiểu bản thân em là phải làm những cái gì. Từ đó em cũng im lặng đến 3 tháng sau luôn chị. Cái hành trình của em làm sao em thuyết phục được cô ấy sau 3 tháng em im re vậy, là nó có khó khăn không, như thế nào? Cũng khó khăn lắm, tại vì nhắn tin đâu có trả lời. Đúng rồi. Anh nhắn trong Zalo là anh nhắn từ đầu đến cuối hết những cái gì mà em thắc mắc. Thì em chỉ coi thôi, em không có trả lời. Mà đến khi nào em mới chấp nhận? Anh gửi một cái bài hát á
trong Zalo á, em dở ra thì em mới đồng ý là mình sẽ gặp mặt ngày cuối tuần. Bài Vội Vàng. Trách ta một lần không nói rõ, trách em ngờ vực câu nói đó, nên đánh mất ngày vui, giờ ta tiếc mãi khôn nguôi. À, mới có đồng ý gặp mặt thôi à. Còn chưa chấp nhận đúng không em? Dạ đúng rồi. Rồi chị. Rồi xin em hẹn mặt đó sao? Thứ bảy là cho bé mặt. Đi chơi ở sở thú á chị. Rồi gặp mặt luôn, chuyện luôn. Em đi ngày hôm trước, hôm sau về là em bệnh, em nằm viện đến cả tuần. Là ảnh đi qua, ảnh nuôi em từ thứ hai cho đến thứ hai tuần sau. Là em mới nghĩ là cái người này cũng thật lòng với mình, cũng tình yêu cũng lớn dành cho mình, nên mới có thể mà quan tâm, chăm sóc, yêu thương mình như thế. Nên em nghĩ là em mở lòng thêm một lần nữa, cho ảnh một cơ hội. Mà cũng có duyên á, bệnh cũng có lúc ghê. Tự nhiên đó giờ 6 năm nay không thấy bệnh. Tự nhiên đụng nghe. Bệnh tuần đó là chấp nhận quen lại luôn. Ngày em bệnh á thì mẹ bên anh có tới thăm. Rồi má em từ trên Đắk Lắk cũng tới thăm, rồi hai bà cũng gặp nhau nói chuyện. Dạ từ đó nên là hai gia đình cũng cho phép tụi em qua lại. Tình cảm phát triển lên. Mà ai là người chủ động nói về cái chuyện tiến tới hôn nhân? Dạ em là người chủ động. Dạ. Khi bạn điều không kiện sợ sống nhân quá vậy? Quay lại á. Phải xác định rằng em đã đi hơn nửa đời người rồi. Em muốn có một cái gia đình cho con em nó gọi một tiếng ba. Nên là em không muốn thử thách thêm một cái nào nữa. Nên là tới là cưới luôn, chứ không có gọi là để đi mà hẹn năm này sang năm kia hay là tìm hiểu thêm. Nên là xác định là yêu xong là cưới luôn. Dạ, cái chuyện mà kết hôn với Trinh á, thì em đã xác định từ lâu rồi. Suy nghĩ, mình sẽ suy nghĩ là sẽ như thế nào và lúc nào và cách nào đó để mà mình có thể tiến tới hôn nhân một cách êm xuôi và nó thoải mái nhất. Nó dễ dàng nhất cho hai người thôi, chỉ có suy nghĩ vấn đề đó thôi. Hay là mình là mình, mình cưới nhau đi. Hay là mình là mình, mình cưới nhau đi. Thế bây giờ còn mong muốn gì mà các bạn mong muốn tới Phương sẽ thay đổi không? Em mong ảnh á là trách nhiệm một người làm cha, một người làm chồng nó rất là lớn. Hy vọng là tương lai á, con nó sẽ học được nhiều cái từ anh và có trách nhiệm nhiều hơn trong cuộc sống. Thì trong mắt em thì em thấy là Trinh là người quá tuyệt vời mà em mong chờ lâu nay rồi. Ủa nhưng mà nãy giờ chưa thấy hai bạn kể về tật xấu gì của nhau hết trơn á. Cái tật xấu của ảnh là ảnh hay nói nhiều, nói dai lắm chị. Nói mà em cười từ đầu buổi đến cuối buổi. Trên này cũng bớt suy nghĩ quá nhiều là, tại vì nó cũng ảnh hưởng đến mối quan hệ lắm. Giống như em đôi lúc mà em tập trung vào công việc quá, em không nghe điện thoại được hay là không liên lạc được, ngồi suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ là đang ở đâu, đi với con tại nào. Tại bị lần rồi đó chị. Đúng rồi, đang là đập vỏ dừa, thấy vỏ dừa là phải sợ chứ. Chị thấy là cái câu chuyện hai bạn, thật ra hai bạn này là mới ở bên nhau có 3 tháng à. Quan trọng là cái tình cảm, hai bạn luôn luôn nắm chặt tay nhau như vậy. Cái đường đời phía trước còn rất dài, nhiều chông gai, nhưng tất cả là chuyện nhỏ. Nếu như là mình cùng nhìn chung về một hướng, yêu thương nhau thì không có gì khó khăn hết. Em muốn nói với anh, em đã trải qua một lần như thế rồi. Em hy vọng sau này mình cùng đi chung một con đường đến cuối cuộc đời với nhau. Anh cũng mong là như vậy. Bạn sẽ cố gắng để thực hiện cái điều đó. Qua chương trình này em cũng muốn tặng cho Trinh một món quà. Wow. Thì món quà anh muốn tặng em hôm nay thì có thể là nó không có giá trị nhiều về vật chất, nhưng nó mang một ý nghĩa tinh thần rất là nhiều đối với anh. Nó em mở ra đi. Thì người ta quan niệm rằng hoa hồng là tượng trưng cho đời sống tinh thần và tình yêu dành cho phụ nữ. Đó, còn bánh mì là tượng trưng cho cuộc sống và đầy đủ về vật chất. Nếu em đồng ý nhận quà này thì em ăn bánh mì đi. Đó, em bẻ bánh mì ra làm đôi đi. Chia bánh mì, đó, bẻ làm đôi đi. Chưa từng làm với ai hay không thì đây là lần đầu tiên và chắc là duy nhất cuộc đời anh, là anh quỳ xuống trước mặt người con gái. Anh muốn khoảng thời gian sau này là mình sẽ ở bên cạnh nhau, cùng làm với nhau, cùng già đi với nhau. Em có đồng ý làm vợ anh không? Chị em đồng ý. Chị em con. Nhà
dễ sợ. Dễ thương quá.